Phật dạy, năm tội ác nếu phạm phải sẽ nhận quả báo nặng nề. Kính thưa quý vị, nếu muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì cần phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật, tránh phạm phải năm tội ác nhất của đời người dưới đây. Phản bội vợ chồng. Những người phản bội vợ chồng chắc chắn sẽ gặp quả báo, nghiệp nặng, khó lòng siêu thoát kiếp sau. Có hai trường hợp xảy ra. Một là quả nghiệp sẽ giáng xuống ngay ở kiếp này. Người phản bội vợ hay chồng sẽ rơi vào vận hạn như sức khỏe suy sụp, mắc trọng bệnh, làm ăn lao dốc, nợ nần túng thiếu. Trường hợp thứ hai, nhờ vào đức đời trước còn tích lại nên quả nghiệp chưa xảy ra. Tuy nhiên, khi hết kiếp này chắc chắn sẽ bị đẩy xuống âm ti. Bởi vậy tốt nhất nên tránh phạm phải điều này. Nếu không, bạn sau này không còn cơ hội mà hối hận. Vong ơn bội nghĩa. Những người xử tệ với người có ơn với mình chắc chắn sẽ chịu quả báo. Theo luật nhân quả, mối quan hệ giữa các sinh mệnh đều có tiền duyên. Những người xử tốt với bạn ở kiếp này là bởi kiếp trước hai bên có thiện duyên nên trân quý ở kiếp này. Tuy nhiên, nếu như bạn lấy oán trả ơn, bạn có thể sẽ gặp đúng quả báo như vậy ở kiếp này, nhưng ở mức độ nặng nề hơn. Hoặc tới kiếp sau, sẽ luôn gặp vận rủi vì chẳng thể kiếm đâu ra người tử tế với mình. Dâm tà. Sự lạc thú từ tội tà dâm mang lại thì thật to như núi. Sự tà dâm là một hành vi xấu xa, bất chính, thấp hèn. Đó là ác nghiệp, do đó gọi là ác nghiệp tà dâm. Nếu người nào tạo ác nghiệp tà dâm với vợ, chồng, con người khác, nếu có tội nặng thì sau khi mà người ấy chết, ác nghiệp tà dâm ấy cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau trong bốn cõi ác giới: địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sinh, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy cho tới khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát được khỏi cõi ác giới. Nếu người nào tạo ác nghiệp tà dâm, sau khi người ấy chết, ác nghiệp tà dâm ấy không có khả năng cho quả tái sinh kiếp sau, mà thiện nghiệp nào khác cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau làm người. Nói lời gian dối, ác độc. Đức Phật dạy, nói dối khiến bản thân mỗi người tạo gây nghiệp ác. Dù là nói dối không ác ý mà chỉ có tính bừa vui, cũng gây ra nghiệp quả không tốt. Vì nó làm cho họ quen với thói xấu ấy và khiến mọi người xung quanh không tin vào lời nói của họ nữa, dù đôi khi họ nói thật. Những người hay nói lời ác độc, gay gắt, mắng chửi người thì quả báo phải gánh chính là thường xuyên bị người đời mắng chửi. Cuộc sống của họ sẽ gặp nhiều chuyện tranh chấp, kiện tụng. Trộm cắp. Trộm cắp là hành vi chiếm đoạt hoặc tự tiện lấy đồ của người khác dùng. Người trộm cắp sẽ chịu quả báo nặng nề, đó là nghèo khổ cả đời, bị người khác cướp đoạt tài sản. Phật dạy, sống nên từ bi hỷ xả cũng chính là tu. Phật cũng dạy rằng, tu không cần đi chùa nhiều, đọc kinh nhiều, ăn chay giỏi, làm công quả chuyên cần, xây chùa cất miếu. Nếu làm được những điều này thì tốt, nhưng vấn đề chính yếu của tu là thấu hiểu và quyết tâm ứng dụng những điều Phật dạy vô đời sống hàng ngày của mình. Sống nên từ bi hỷ xả. Chỉ một chữ xả thôi là chúng ta cũng tới gần niết bàn rồi. Đi chùa, tham gia Phật sự là điều tốt, nhưng đó là bước đầu. Ở chùa, vô đời sống hàng ngày thì mãi mãi không bao giờ có thể đến được bến bờ, giải thoát an lạc bên kia. Mang ác nghiệp về cõi cực lạc. Kính thưa quý vị, không tu tam nghiệp thanh tịnh, tất khó vãng sinh. Đó là điều chắc chắn. Nhưng tại sao hàng phàm phu nghịch ác khi lâm chung cũng có thể vãng sinh? Liệu điều này có trái lý nhân quả không? Các trợ hạnh quan trọng người niệm Phật cần nên hành. Trong Quán Kinh đã dạy, hạ phẩm hạ sinh là như có người tạo tội ngũ nghịch, thập ác, làm đủ các việc không lành, do vì ác nghiệp nên đáng lẽ phải bị đọa vào ác đạo, trải qua nhiều kiếp, chịu khổ vô cùng. Nhưng khi lâm chung, kẻ ấy được gặp
Thiện Tri Thức an ủi và thuyết pháp cho nghe, khuyên phải nhớ tưởng đến Phật. Song Nương Nhân vì bị sự khổ bức bách nên không nhớ tưởng được. Thiện Hữu lại bảo, nếu ông không thể nhớ Phật thì hãy chí tâm xưng Nam Mô A Di Đà Phật, âm thanh liên tiếp nhau cho đủ 10 niệm. Người ngu ác kia vâng lời hết lòng xưng danh, nên trong mỗi niệm diệt được tội nặng nơi đường sinh tử trong 80 ức kiếp. Khi người ấy niệm Phật, bỗng thấy hoa sen vàng chói sáng như vầng nhật hiện ra ở trước. Trong khoảng một niệm, đương nhiên liền được sinh về thế giới Cực Lạc, và kế tiếp đó phải ở trong hoa sen mãn 12 đại kiếp. Khi hoa sen nở ra, kẻ ấy thấy Đức Quán Thế Âm, Đại Thế Chí dùng tiếng đại bi, vì mình nói thật tướng của các pháp và cách trừ diệt tội chướng. Đương nhân nghe pháp rồi tự nhiên vui vẻ, phát tâm vô thượng bồ đề. Đoạn kinh trên chỉ rõ cảnh tướng của bậc hạ phẩm hạ sinh. 12 đại kiếp ở trong hoa sen, tuy thời gian có lâu xa, nhưng người vãng sinh thấy mình ở trong một bầu thế giới riêng biệt, hưởng thọ sự vui như chư thiên nơi cung trời Đao Lợi. Vì thế cổ đức đã bảo, trong hoa vui vẻ như Đao Lợi, khác hẳn thay phàm của thế gian. Theo Quán Kinh Sớ thì người nghịch ác mà được vãng sinh là sau khi lâm chung, kẻ ấy chí tâm niệm Phật nên tội chướng được tiêu trừ. Thế thì ý của Sớ Văn cho sự niệm Phật là thắng duyên vãng sinh. Riêng tôi sau khi tham khảo các kinh luận và sớ giải về tịnh độ, lại ước kết trong ba nghĩa. Điều thứ nhất, hành nhân chỉ niệm Phật trong thời gian ngắn ngủi mà có thể thắng nổi nghiệp ác trọn đời là do nhờ tâm lực rất mạnh mẽ, ý chí cực quyết định, đó gọi là đại tâm. Tình cảnh ấy ví như người bị quân giặc vây khốn, đang lúc nguy cấp do liều chết không kể đến thân mạng, nên phát được sức dũng mãnh cùng cực, xông phá vượt ra khỏi chủng vi. Điều thứ hai, kẻ ấy tuy tạo ác, song hoặc hiện đời đã có tu tam muội, nên khi lâm chung nghe người nhắc bảo, định lực được dễ thành. Nếu đương nhân hiện đời không tu tam muội, tất đời trước cũng đã có huân tu. Hạt giống lành ấy nay đã tới thời kỳ thuần thục, nên khi lâm chung gặp Thiện Tri Thức khuyên bảo, kẻ đó nương nơi túc thiện nghiệp, trong 10 niệm mà được thành công. Điều thứ ba, nếu không phải do công tu trong hiện đời hay nghiệp lành về kiếp trước, tất khi lâm chung kẻ ấy đã niệm Phật với lòng sám hối tha thiết cùng cực. Nên Ngài Vĩnh Minh nói, vì thể nhân duyên vốn không, nên nghiệp thiện ác chẳng định. Muốn rõ đường siêu đạo phải nhìn nơi tâm niệm kém hơn. Cho nên một lượng vàng ròng thắng nổi bông gòn trăm lượng, chút lửa nghe nói đốt tiêu sơm cỏ muôn trùng. Một trong ba nhân duyên trên, cộng thêm công đức của Phật hiệu, nguyện lực của Di Đà, nên khi lâm chung kẻ nghịch ác mới thắng được tội khiên, sinh về Cực Lạc. Tất cả Phật tử đều nguyện vãng sinh, có về thế giới Cực Lạc hay không? Nếu sám hối mà tội chưa tiêu hết, có vãng sinh được không? Sống trong đời ác năm trược, mỗi người đều có tội. Giả sử không tạo tội nặng ngũ nghịch thì cũng vương vào các lỗi khác. Nếu có người sám hối mà tội chưa tiêu diệt hết, khi bình thời và lúc lâm chung đều chí tâm niệm Phật thì đều được vãng sinh, do nhờ sức đại nguyện không thể nghĩ bàn của Đức A Di Đà. Kinh Na Tiên nói, như đem tảng đá thật to để trên thuyền, do nhờ sức thuyền nên đá không bị chìm và được chuyển sang bờ bên kia. Nếu không có thuyền thì dù đem hạt cát để xuống nước, hạt cát ấy cũng vẫn bị chìm. Tảng đá to dụ cho người nghiệp nặng, hạt cát dụ cho người nghiệp nhẹ, chiếc thuyền dụ cho nguyện lực của Phật. Người dù nghiệp nặng bao nhiêu mà biết ăn năn chí tâm niệm Phật thì cũng được Phật tiếp dẫn, ví như tảng đá to được thuyền chở qua bờ bên kia. Kẻ nghiệp tuy nhẹ mà không niệm Phật, khi mạng chung sẽ tùy nghiệp chịu khổ luân hồi, ví như hạt cát bị chìm bởi không thuyền chuyên chở. Cho nên trong nhà Phật có thuyết đới nghiệp vãng sinh là còn mang nghiệp mà được sinh về Tây Phương, chính ý nghĩa đó. Trong Tịnh Độ Văn, đoạn nói về bốn cõi cũng bảo, người còn đủ
hoặc nhiễm vẫn được sinh về đồng cư tịnh độ, như Hùng Tuấn, Trương Trung Quỳ và một người ở Phần Châu đều lấy nghiệp đồ sát làm nghề sinh sống. Khi lâm chung, cả ba người, kẻ thì thấy bầy trâu ổ ạt kéo tới muốn chém, kẻ lại thấy thần nhân đuổi bầy gà đến mổ khắp cả mình và đôi mắt, làm cho máu chảy ướt giường. Nhưng nhờ trí tâm niệm Phật nên cả ba đều thoát khỏi nghiệp nê lê, tức là địa ngục, được sinh về cực lạc. Sự tích này có chép rõ trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Những việc trên đây không phải bằng chứng của Phật lực là gì. Xin đem một thí dụ nữa để nói rõ. Như có người phạm pháp quan, đáng lẽ phải bị tù ngục, nhưng kẻ ấy biết cầu cứu với vua, nhờ che chở cho để chờ lúc lập công. Do vua tuyên triệu nên quan không thể ra hình, đương nhân nhờ đó mà đi thẳng đến Đế Kinh, không ai cầm bắt được. Cho nên bộ Tây Tư Sao nói: chúng sinh được về Tịnh Độ là do nhờ Đức Thích Ca chỉ đường, Phật A Di Đà tiếp dẫn và chư Phật mười phương đều hộ niệm. Như người qua biển cả, đã được thuyền to lại nhờ tay lương đạo, thêm vào đó sức gió thuận nên có thể mau đến bờ bên kia. Nếu còn không chịu bước lên thuyền, lưu niên nơi miền ác địa, đó là lỗi của ai ư?